Nên khó xuống tháng lẻ nha. Cái gì chị được vậy vậy? Tính nói vậy vậy. Thôi. Tôi thà tôi mặc để tôi cố gắng giảm cân. Để tốn tiền hả? Chứ ngày mà ăn, cô ăn để cho nó mập tốn tiền lắm. Vậy hả? Công an ăn nhậu nhiều nó mập. Ông nào nhậu thùng nó mập rồi. Hồi đó cũng nghe ông nè, ông kêu thi ngành công an đi, ông lo giấy tờ chỗ thi cuộc. Hồi đó có thi không? Thi ngành công an thì có thi đâu. Thi ngành công an mà có thi chắc cũng phải đậu. Thôi thi, chẳng có gì khỏi thi. Giờ có tiền rồi được rồi, thì có tiền. Căn bản của ông các bạn